Mấy huynh đệ làm mình nè. Bây giờ trước mắt là cái này là hình như là cái vô cái này cho có đường đi đúng không? Nếu mấy huynh đệ sáng bàn là cho nên để đúng luật nữa. Bây giờ nếu như mà từ cái mái này mà xuống á thì cái nhà nó chè bè nó không đẹp. Tôi mới suy nghĩ là bây giờ thôi, bây giờ mình biết rằng là sang năm mình cuối năm mình mới làm, nhưng mình chuẩn bị trước á là vậy, đã nửa là cái mái lên đây nè, ý ta nói cho mấy mình đã hiểu. Mái xuôi một là một cái mái nó vô đây, cái mái nó ra đây nè, nó không cho hả, bè xuống không, nhà xuống nó chè bè. Không, mình làm ngăn ngăn thôi mà, làm ngăn ngăn loại lại cái loại một tấm tấm bự, nó có đồ mà, nó có cái tấm đó mà, một tấm một là kéo tình đang có vậy rồi à, hàng nó lại không có dầu đâu, Ủa, thay lại cái loại này, không thay lại cái dạ loại biết khác. rồi, nhưng mà ý là nói là chú có nghĩa là làm thêm một căn giống như ở việc ở quê mình, là cái căn gì đó, nhà Hai ba mái gia với nhà nè, trái ở hai mái nè, giờ hai mái nó cao lên rồi cái thằng kia đổ xuống. thì tao biết rồi, cho nên cái cột rồi để nguyên không có cắt, cái cột rồi nè để nguyên không có cắt nè, thấy không, cột để nguyên không có cắt, cho nên bây giờ nó không, mà kia đâu có đổ. Tại tôi không biết làm, tôi diễn tả sao đây nè, đây nè đó, thì cái cột lên tới đây thì cái dưới này nó nhọn lên đấy, nhọn lên không, nhưng mà nó tốt một cái nữa là đây nó Dạ rồi, rồi thì như vậy đó, là ở trên cái mái này có thể mình đâu mới gác lửng mình gì đó để đồ cũng được, giờ ông nó thấp thì không có đóng gắt gì được vậy thôi, thì cũng hai mái cũng được. Thì như vậy nó giống như cái nhà quê mình ở kia, nó ba gian ở bên này, nó cái gọi là cái nhà gì đó, nhà tính gì đó, được không? thấp đó, nó là hai mái giống như vậy mà nó nhỏ nhìn rất kỳ lắm đấy, Ủa kỳ hả? có đẹp không? Tại vì toàn bộ ở đây á, thì không còn còn không là thì làm cái máy vậy ngược lại, Ngưng tại cái sao? máy kia là mình làm cái kiểu kia, kiểu nào nó cũng nước nó cũng đổ vô hết, nó nếu mà lúc lúc nước nó đổ xuống vậy mà hai thằng vô vậy thì cái Chịu này mà nó không có cái độ dốc nó chịu không nổi thì nước nó sẽ động lên đó. thì bởi mình về cái lò bắn xối đây nè, ý là đó là lòng cái giống như ở Việt Nam mình là cái bắn xối giữa vậy nè, có nghĩa là hai cái nhà nó riêng mà ở giữa là theo cái kiểu tôi diễn tả sao tôi tưởng thế, Biết rồi đó nè, để cái đây có giống nhà như nào vậy đó giống. thì đó làm hai mái giống như vậy đó, nhưng Dạ cái đây làm cái đường bó đúng rồi đó, thì như vậy đó, nó vẫn cái tốt, nó tốt cái vàng trên nhưng mà nó đẹp. Còn bây giờ đây xin, nếu mà ấy mình làm xuống nó chè bè xuống giống như cái nhà từ đó nó chè bè xuống rồi. Mình làm nó ngang ngang nha, nó đâu có xuôi nhiều đâu, làm nó ngang ngang giờ, nha, thì nó cũng có một cái máy này xuống cái hả? này nó chảy ra ngoài là luôn. Như Thế thì nghĩ là chỉ có làm ngang vậy nó mới thôi vậy thôi, vậy như dự kiến ban đầu vậy đi cũng được, nhưng mà ý tôi nó tưởng đâu được được vậy đó đó. À đúng rồi, tôi giờ làm giờ cái kiểu đó đó, đó đó kiểu đó là ráo thì vô nó đây kiểu là nó có món này, nhưng mà được cái mang giờ được thì được, nhưng mà làm kiểu này cũng được trên nó, nhưng mà cái trở ngại là cái lúc mà nước nó đổ vô hai thằng đổ xuống thì nó bắt buộc nó phải nghiêng như vậy, hoặc là cái món này nó nghiêng nhỏ quá tới, nó bằng nó chảy không phải, một là nghiêng tới hai là nghiêng lui nó chảy không thì phải, nước nó nhỏ quá nó mới chảy ra, nước nó ừ. đọng mà vô một chỗ thì nó đọng hay đó. Thì đúng rồi, cho nên nó phải xua cái máng xuống thôi, hay nào khó khăn thì thôi, nhưng mà ý tôi ngồi nổi hồi nãy tôi suy nghĩ gì đó, mình đã làm được tới đây rồi, chả lẽ nào mình nổi không, nhưng mà thôi thấy vậy thì nó Trừ trừ hộp mà nó bự quá ở Mỹ đây nó không có làm giống như kiểu Việt Nam, mà nó riêng ra ngoài á thì mình làm hai mái, còn mà nó dính vô nhà mà nó nhỏ nhỏ thì chỉ làm một mái cho nó chảy ra ngoài chứ không có làm kiểu như Việt Nam. Vậy thôi là vậy thì nó đẹp, vậy đẹp thì tôi còn dự kiến ra cái dự kiến cho mình tham nghe, ý tới đây tôi còn làm cái nhà giống như bên 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 Bồ Tát Quan Âm nữa, thêm cái nhà đây này giống như cái cảnh này đó, mình là cao lên.
nhiều tôi treo cái đại hồng chung nhỏ chiều chiều tôi lên đó tôi đánh đánh hồng chung vậy đó, nếu mà tính lâu dài nhưng mà nói thôi chứ không có tham cầu tới đâu thì tính. Rồi bây giờ qua chỗ Bồ Tát Quan Âm nè. Nói vậy thì thôi cái này là làm y như dự kiến cũ phải không? Hả? Tôi không biết cái nào, tôi nói với anh em, tôi không biết thì tôi nói vậy thôi, nhưng mà làm cái nào đúng thì thôi nha, chứ đừng có làm phật sai cái luật. Đó bây giờ cái hồ sen này nè, rồi mới tính là bây giờ á làm sao mà mình gạch nhiều lắm, tốn một lần gạch nữa cho nó bằng nó đi, thì cái hồ phía trong á nó kê lên. Ở trong kia lên được cho sen á, nữa nó có thể cái cọng sen nó ngang với cái trên cái đế của Bồ Tát Quan Âm á, được không? Đó, thay cái này để y nguyên. Rồi bây giờ mình chỉ sửa trám thôi, còn bên trong á thì mình cho nó cao bằng cái này. Có nghĩa là cái nền ở trong á thì như vậy á, thì sen nó tới từ cái mùa sen á nó cao lên tới cái chân của bức Bồ Tát Quan Âm luôn. Thì mình xây luôn ở trong cho nó bằng cái từ ngoài này. Mà con thấy sen nó cũng cao lên, bình thường nó cũng cao lên tới không thầy? Tới nhưng mà nó tới được con tháng rồi nó lạnh nó chết rồi, giờ vậy thì nó chặt nè, cho tới cái mùa kia thì nó lên được tới đây nè, nó lên tới đây rồi, nhưng mà bây giờ ở trong kia cho nó lên luôn tới cái thềm này nè, tới cái giặt áo của ta Quan Âm á, tôi tính thì nó thì ở ngoài mình nhìn vô cái sen nó rất là đẹp. Tại vì cái nền thầy tới đây à, thầy dạ. tới đây là bằng rồi đó, chứ không có thể nào là cao hơn nữa được. Làm cao hơn nữa nó xấu lắm. Ý của trò là ở trong nó trút ra. Không, nhưng mà vậy tại vì mình làm cái cỡ nó cũng tới đây thôi, tại vì mình là cũng không có thể cao hơn cái đây được, tại vì cái đây là nó bằng cái đây xi măng đây này. Thì cái đường ra này là nó bằng rồi đó, nó bằng với cái đường xi măng đó này, xi măng nó đủ chứ mình không có thể làm cao hơn Có được. thể là cao hơn rồi, tại vì trong đó là mình con định là con đào xuống đó, nhưng mà nếu vậy thì làm bằng như vậy đi lên luôn thì nó À, là ok. làm giá làm xe lên luôn, làm cũng bạc cái gạch này. Tôi vậy cũng Thì được. nếu mà mình có đất thì mình đổ bằng với cái cục đó rồi từ đó mình xe lên. Thì bây giờ bởi vì tôi mới nói không cần đất, bây giờ gạch nó dư. Gạch hôm trước tôi xin tôi lượm về đó, nó dư quá rồi chắc đại vô đó, đổ xi măng vô cho nó chắc. Đó bị gạch nó dư thì bây giờ tôi giảng xong rồi trưa nay tôi ra tranh thủ tôi ôm gạch qua đây cho mấy ông. Nó thấy không, bị gạch nó dư chắc đại dưới này nè. Tới hôm trước tôi đem về tới 40 mấy cục gạch lận mà. Đó thì thành ra mình chắc đại đó rồi mình đổ xi măng vô thì nó. Dạ. Nó hôm trước tôi lượm về người ta đòi tôi chịu khó tôi cạy tôi. Đó. Thành ra cho nên khi mà ở ngoài nhìn vô á là thấy cái tượng cái bồ tát cái sen nó đứng sen lên cao hơn cái giặt áo Bồ Tát Quan Âm nè. Thì biết rồi, nhưng mà giờ nói dự kiến như vậy đó thì chiều nay tôi nên gạch qua đúng không? Nên gạch qua tôi luyện nó hết cho mấy ông. Để làm rồi để làm lúa vô làm được, Nó để cũng nó lỏng rồi làm cho mình thấy bưng lần lần. Mấy cái đi đi cái đường này được rồi phải không, chứ đâu có cần cái đường bên kia trồng cây mà. Đó. Nó vậy là được rồi. Mô Phật á, vậy thôi, vậy chương trình vậy thôi, vậy y như cũ đi. Không dám đòi hỏi gì thêm. Nhưng mà góp ý thì có quan hỷ nhiều khi. Là cái cầu này vậy quyết định Nguyên Quang làm ở đâu. Cảnh là mình đúng đi. Nó bày ra nhiều làm kịp không có ngăn. Ông kia thì thứ hai về, còn ông thì tới Cái cầu này để đâu thì con làm đó. Bên đó cũng được, bên đây cũng được. Ông làm đóng được mới đẹp thôi à, chứ tôi đâu có ý kiến gì đâu, nhưng mà ý là làm sao nếu mà hôm trước thì không có tính làm cầu, làm tới chỗ ngồi coi cho đẹp, nhưng mà thôi giờ ông làm cầu thì làm, chứ làm cầu thì này là mình làm cái cổng ngay đây này hết. nhé Cái cổng bự ngay đây. nhé cái cổng với hai cái cây làm sơ thì thôi rồi mà mốt cái tôi nhà Việt Nam làm bốn chữ là Liễu Triệt Minh Đường chơi thôi, mình làm giống như cái từ đường thôi chứ đâu có làm chùa làm thiền gì đâu, nó bốn chữ treo chơi mà lấy bằng cái sợi dây thần á, sợi dây mà hồi xưa người ta cuộc trâu á. Cái cổng đơn giản thôi, hai cây hai bên cái có cây ngang cái thôi, vậy đó, mình sống theo kiểu Mỹ mình làm theo kiểu Mỹ đi.
nó không có tốn bao nhiêu, hai cây tốn hết cũng 60 hả, 60 đồng, mà thêm kia nó cho vợ ngoài 100-200 đồng vậy thôi, mình có nhiêu mình làm nhiêu, đừng làm đổ, đừng làm đổ nợ kể làm đi gom. Nó hôm qua đi lộn mấy cây cũng được á. Dạ. Kệ đi. Này ra mình phải phải sơn lại thôi để nó hư. Thôi để tới mùa đông đi tính. Dạ. Mùa đông hết rau cỏ xong rồi coi có tiền không mình tính. Kệ đi. Mình cứ vậy đi, thôi, không mong cầu gì. Làm riết thành ra mình nói người ta cứ cuối cùng mình tham vọng dữ nữa. Dạ. Nó thì bây giờ cái hàng rào đó thì thôi để luôn, cái đâu có giờ đâu mình hàng chi, thấy không? Như vậy là nếu vậy là bây giờ bề ngang thì là ông nói mấy, tôi không biết feet đó theo kiểu Việt Nam nên bề ngang nhiêu? Tại 3 mét là ngon rồi, ở Sài Gòn nhiều nhà tại có 2 mét là sao? Sài Gòn nhiều khi tại có 2 mét sao? Nhưng mà sao cho tôi có cái đường tôi đi để tôi cầm rau, cắt rau đồ đó. Hay là thụt vô một chút nữa cũng được á. Cái giường ngủ á thì nó có, làm sao mà thí dụ như nữa chỗ này mà. Một cái chiếc xe hơi, có nghĩa là vậy nè, mình làm nó giống như là mình làm cái gara vậy đó phải không? Thì cái gara, cái xe hơi là đậu bao nhiêu? Xe hơi mấy thước? Dư sức phải không? Đây luôn đó. À, có gì nếu mà city xuống đó hỏi sao để mình nói thường mình làm gara. Cái này mình nói là mình làm giống như cái pergola là cái vàng để trồng cây. Không, bây giờ thì không khe. Dạ. Nhưng mà nếu sau này tới từng cái ngày mình qua lên cuối máy. Năm mình lên máy đó. Dạ, thì mình nói làm carport, dạ. Ừ. Chỗ đậu xe. Nhưng mà rồi cái chiều dài này bao nhiêu nguyên qua? Từ đây xuống tới đó nhiêu thước? Con làm bằng nguồn nhà luôn. Biết rồi, nhưng mà bao nhiêu thước vậy? Dạ, từ đây xuống đó là 10 mét. Trời ơi, cũng lớn lắm á. Gặp ở Sài Gòn, cái nhà Sài Gòn là bề ngang 3 mét, rồi dài 10 mét là 30 mét vuông hả? Dạ. Vuông ở Sài Gòn là cũng cả tỷ bạc hả? Thôi kệ đi. Ủa sao đơn nhỏ mà coi nó là bự vậy ta? Dạ, 10 mét, 30 feet tổng cộng á. À. Đó thì cũng được. Nó giờ nhiêu gạch nè, họ nhiêu ghê đủ không? Đó. Bây giờ đến hồi trưa tôi giảng xong rồi, ăn cơm xong rồi tôi... Đó, tôi đục hết mấy cái phân nó ra. Rồi hôm trước bỏ phân vô tính trồng mà nó không tốt. Thấy không? 48 cục. 48 cục quá dư sức phải không? Dạ. Này nó đủ oxy rồi nó không lên nổi. 48 cục đó. Trồng ra mà thiếu ánh nắng nó cũng không lên nữa nha. Rồi chứ tôi tưới ông thấy một ngày tưới 3 lần nước, sáng này tầm qua tưới nhiều, sáng này tôi để thời gian tôi giảng chưa tưới đó chứ. Chỗ này nó là chứ nguyên qua. Sao ủa sao mà ông làm sao mà nó chặt nứt vậy đây? Cái này trả lại cái vấn đề sau này thì bây giờ làm không kịp rồi, nhưng mà đặng là ông có mua cái cây rồi phải không? Đó thì bây giờ tạm thời cũng là lập cái vàng thôi chứ gì. Mình cũng lên giống như con đi theo cái đường cũ đó, có lỗ sẵn rồi đó, chọc không để ngang. Ừ. Đâu để ngang này giá nó đúng rồi. Dạ, rồi cái gì sang năm tính tiếp. Cái đồ vừa trình nuôi chó, ông không đem chó qua thôi bỏ đi chứ, để làm chi chặt chỗ. Yeah. Nó không lượm tính nè. Cái con này nhỏ thôi. Cái máy này, cái dàn máy này nó còn tốt quá, thôi hồi phía lạnh đó, tôi bắt đó. Vậy tôi bắt cho mấy quý vị ngủ đó, nó lạnh ấm liền thấy không? Yeah. Bây giờ là cái phòng này, mình nữa làm sao ta? Nữa có nghĩa là khi mà làm này có thể là giấu chừng dở này ra nè. Cái giá là vẫn để nhưng mà dở ra rơi cái máy nữa là nó cụng đây luôn á. Nó là dự kiến sang năm đi. Rồi tôi thích ở trên cái gác vậy đó. Ở dưới cái chỗ phòng ngủ tôi hiện tại thì để tôi làm việc. Chứ bây giờ cái phòng ngủ mà máy móc không á, thấy nó hít người quá đi. Đó, cho nên nhiều khi tối tôi ngủ tôi phải mở bung cái cửa ra. Chứ cái phòng nhỏ quá nó cái tôi thấy vậy nè, tôi mới là cái chỗ mà wifi đó.
cho mà gắn cái internet á, mà khói nó lên sao mà nó đen cái dấu vách đó luôn không? Vô coi coi, tôi nghĩ là cái hơi của những cái mạng này kia nó ra đó. Đó, cho nên nữa tôi tính là tôi lên trên trên cái ngọn cây thì tôi ngủ nè dưới nó cũng được. Thôi thì tới đâu tính tới đó đi, kệ mình á. Rồi ớt bây giờ tôi phải vô phân tiếp rồi, vô đất tiếp rồi. Còn nó lên rồi thấy không, lên dưới tương không, nó rào nó tốt hết sức tốt, rào húng lũi á. Ủa đâu nó húng cây, húng cây sao kệ. Đó, nhổ cỏ rồi lên nữa, nhổ rồi lên nữa. Cái này là phải chờ nó ra rễ mới, cái xả này nè, nó ra rễ mới trồng được. Thôi vậy đi mấy anh em làm nha, tôi giờ tôi này tôi giảng à. Giảng xong rồi. Vậy thì cái đây là 10 mét thì cũng rộng lắm đó chứ. 10 mét á. Dài 10 mét, bề ngang 3 mét hả? Nếu cần thụt vô một chút nữa cũng được, cũng sao nó coi chứ rộng lắm á. Chỗ này đi thì phải chen vậy là chứ còn cái tướng tôi mà ba lớn vậy thì không thấy sao đi được, nhưng mà không sao. Mà nó nhỏ quá thì nó nhìn nó không hay, nó chặt. Thôi cũng được vậy đi. Mình chen chen không, nữa có kia hết mùa rau tôi có thể tôi ngăn làm mấy cái cây ngang vậy nè. Nó kệ đi. Nếu chừng nào mà Phật tử mà mua được cái nhà ở bên đây thì mình tính sao? Mua được cái nhà Phật tử rồi mua đó. Thì ông coi ông điện hỏi cái có Phật tử họ muốn mua luôn đó, họ ráp vô đó. Nhưng bây giờ chắc cũng phải ngoài 100 à, chứ làm sao 100 ngàn nó bán, đúng không? Mà không biết sao họ để luôn, họ không cho mướn nữa, rồi cỏ nó lên vậy đó. Không, bây giờ mướn thì bây giờ cho mướn 900 thì nó lỗ. Còn cho mướn ngàn mấy người ta không mướn. Thôi cũng được vậy đi. Nhưng mà đây tôi nghĩ không được cái Nguyên Quang. Ở đây mà ông nói kiểu mà làm cái hàng rào ở đây á, thì cũng không được nữa. Nó sát lộ hàng rào, ta chính phủ nó xuống nó phạt, nó không cho đâu. Thấy không? Hàng rào ở trong đó được. Ở cái chỗ mà cái cây á, cái cây giống cái cây cao cao được, chứ ngoài này nó không cho đâu. Thôi kệ đi, cũng đâu được hàng rào chứ. Rồi tranh thủ cái bồng bông nữa chứ thôi, ông mà lơ mơ kỳ này mà không rồi bồng bông là tôi la làng đó. Bây giờ cái tre nó nhảy tùm lum tới lả luôn á. Không, bên kia kìa. Bên kia nó nhảy ra tùm lum qua tới Bồ Tát Quan Âm đó. Mà cái chút này nó loại nhỏ này. Không, không, nó cũng lớn á chú. Tại vì tôi cái gốc nó cũng lớn á. Còn cái nền này nếu mà để vậy nữa là lót gỗ lên là thôi hả, chứ không có tháo ra hả? Dạ không. Thì nó cũng tiện ha. Dạ. Lót gỗ lên thôi, rồi bỏ vét con này là sạch sẽ. Ừ. Dạ. Nhưng mà mấy này phải, con phải sơn phết chỉnh chu lại chứ mình không để nó vậy. Mà sơn sao cái màu tiệp với địa phương á. Dạ. Cái này có màu sáng quá, mình nhà mình có nhà mình nổi hơn nhà người ta cũng kỳ nữa. Thôi tôi cũng muốn nổi hơn người ta để ý nhau thường thường mấy giờ. Giống như cái màu tiệp giống người ta đó. Dạ. Mà tôi chỉ có thích đó là tôi thích cẩn gạch ở phía mặt tiền thôi. Dạ. Gạch trẻ thôi. Thôi mình nghèo đi, giống giàu hơn người ta kỳ lắm. Người ta tưởng đâu mình giàu hơn người ta, người ta ghét á. Sớm thì không ai, nhưng mình nghĩ vậy đó, đừng có đi ngang dòm thấy có cái nhà mình nó màu mè, nó sực sỡ, nó kỳ lắm. Thà nó cũ kỹ thì tôi cũng thích cho nó cũ kỹ nè, có sơn màu cũ kỹ nè. Rồi thôi vậy thôi, mấy quân đệ làm đi. Con ông Quang kêu ông gì kìa. Dạ.